Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 13, từ câu 18 đến câu 21. Vậy Đức Giêsu nói: Đức Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví nước ấy với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được. Người lại nói: Tôi phải ví nước Thiên Chúa với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Quý vị và các bạn thân mến, tin mừng hôm nay về nước trời qua 2 dụ ngôn, hạt cải và nắm men, với mục đích trình bày về sự triển nở của nước trời. Dụ ngôn hạt cải nói về sự phát triển theo chiều rộng, từ hạt cải bé nhỏ trở thành cây to, đến độ chim trời có thể làm tổ trên cành được. Dụ ngôn nắm men được trộn vào thúng bột cho ta thấy chiều sâu, tức phẩm chất của nước Chúa, từ một nắm men có thể làm tất cả bột dậy men. 2 dụ ngôn đều nói đến sức mạnh nội tại của nước Chúa, một sức mạnh mà người ta không thể thấy bằng con mắt xác thịt. Chỉ ai có đức tin mới thấy được sức mạnh ấy. Khi dùng 2 dụ ngôn này, Chúa không nhắm đến diễn tiến nước Chúa đang xảy ra như thế nào trong lịch sử, mà chỉ nhắm đến tình trạng hoàn tất chung cuộc vào lúc lịch sử nhân loại chấm dứt. Dẫu cho mọi thử thách, mọi ngăn trở, nước Chúa dù được bắt đầu một cách khiêm tốn nhỏ bé, nhưng cuối cùng sẽ đạt đến bước phát triển trọn vẹn. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta một niềm hy vọng, giúp chúng ta vượt qua những giây phút xao xuyến khi đứng trước những tiêu cực bên trong cũng như bên ngoài xã hội, những tha hóa của một thế giới ngày càng bị trần tục hóa, những giá trị Kitô giáo ngày càng trở nên xa lạ và lạc lõng ngay trong chính những xã hội mà người Công giáo chiếm đa số, những khó khăn trong việc đem tin mừng đến cho con người đương đại. Đôi khi ta tự hỏi, hạt giống Kitô và nắm men tin mừng sau 2000 năm Chúa gieo vào trần gian này liệu có làm cho con người ngày hôm nay tốt hơn con người ngày xưa không? Cứ suy nghĩ theo lý luận tự nhiên thì chúng ta bi quan lắm, nhưng lời Chúa đã chỉ ra rằng nước Chúa sẽ toàn vẹn và những khó khăn, thách đố mà giáo hội ngày hôm nay đang đương đầu không thể làm chúng ta bi quan, ngã lòng được, mà trái lại, chúng ta hăng say dấn thân và cầu nguyện cho nước Chúa nhiều hơn nữa. Lạy Chúa, xin mở rộng con mắt đức tin của con, để con nhìn thấy những tác động thầm lặng của tình yêu Chúa trong những biến cố hàng ngày. Xin cho con luôn trung thành trong mọi thử thách, luôn lạc quan và tin tưởng vào Chúa. Amen.